Cảm xúc của em như thế nào khi ghi được bàn thắng rất là đẹp mắt và giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam đã có được một trận rất quan trọng trước U23 Hàn Quốc? Vâng, em rất vui ạ. Nhưng mà đây là thành công chung của toàn đội ạ, nên là toàn đội đang rất cố gắng để nút trận cuối cùng để được vào trong ạ. Lúc mà có bóng được truyền sang ngang thì không biết là trong đầu em lúc đó cảm em suy nghĩ cái gì trước khi em tung ra cú dứt điểm tung nóc lưới của thủ thành bên phía U23? Em lúc ấy thì bóng đội mình đang thua, em lên tấn công thôi. Em nghĩ bóng trượt rồi em sút luôn. Em nghĩ vào đến bóng đấy là em sút luôn ạ, chứ không còn chần chờ gì nữa. Sau khi quả bóng rời chân và đi vào lưới thì cái cảm xúc ngay ở thời điểm đó của Tiến Long thật sự bùng nổ ạ. Em rất là vui ạ. Bàn thắng rất quan trọng đối với toàn đội ạ. À, trước trận đấu này thì không biết là huấn luyện viên Cầu đã có những chỉ đạo như thế nào để đưa đến với toàn đội đối phó với một đối thủ có thể nói là rất khó chịu là nhà đương kim vô địch của U23. Thì ông coach của em thì cũng đấu pháp rất rõ ràng ạ. Bọn em phải chơi tấn công với đội trong tới chúng ta sẽ gặp Malaysia thì em đội Hàn Quốc ạ. Mình phải chơi theo lối chơi của mình ạ. Và có bóng mình thì mình phản công nhanh ạ. Thì ông huấn luyện viên trưởng em cũng tin tưởng bọn em ạ. Nên là toàn đội lúc vào sân rất cố gắng ạ. Động viên nhau và thi đấu rất tốt ạ. Sau bàn thua thì không biết là em đánh giá như thế nào về những cái điều chỉnh của thầy để mang đến một cái thế trận khác mà chúng ta đã chơi quyết tâm để có được một thắng lợi. Lúc thay người thì em nghĩ là toàn đội phải cố gắng quyết tâm để ghi bàn gỡ hòa thôi ạ. Lúc ấy thì bọn em chỉ muốn tấn công để cố gắng gỡ hòa thôi ạ. Ngày hôm nay trên khán đài có những cổ động viên đã bay từ Việt Nam sang, không biết là một điểm ngày hôm nay em sẽ dành cho ai? Em dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam ạ. Xin cảm ơn.